Dạ, em kính chào quý cô chú anh chị, quý nhà đầu tư đã quay lại với kênh Đỗ Thanh Nhà Đất Bình Phước bên em nha. Hiện tại là Thanh đang đứng ở ngay trên cái ấp 9 của xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Em quay và giới thiệu cho cả nhà mình xem một mảnh đất nằm ngay trên cái mặt tiền lộ nhựa Thanh đang quay đây. Hiện tại Thanh quay lúc này là 1 giờ trưa nên là ánh nắng nó sẽ bị gọi là mạnh nhất trong ngày nha quý cô chú anh chị mình. Thì lô đất hôm nay chủ nhà gửi em quay bán nằm ở trục đường này là 12 mét, chiều sâu hai cạnh là 84. Tổng diện tích của mình ở đây sẽ có là 1.002,6 mét vuông. Hướng lô đất của mình là hướng Tây, sổ của mình là bìa màu hồng, pháp lý rõ ràng. Đó, và đường của mình là đường phun hồng, đăng ký thổ cư thoải mái mà được 12 mét. Với cái mặt tiền đường này, chủ nhà mong muốn bán hết chỉ có 350 triệu, bao sổ sách pháp lý cho quý cô chú anh chị mình. Dạ, thì trước cái màn hình của quý cô chú anh chị là con đường dẫn ra cụm khu trung tâm hành chính huyện sẽ dao động vào bán kính là 5,4 km nha quý cô chú anh chị mình. Thì chạy dọc ở đây sẽ có hàng quán, khu dân cư, còn cáp điện wifi là điện ở đây là mới điện tự kéo này nha quý cô chú anh chị mình. Chạy dọc đây cũng đã có đường điện hết rồi nhưng mà là chưa có chôn trụ điện ha. Đó, thì từ đây là sẽ đồng thời mình di chuyển xuống cụm khu trung tâm hành chính hay là các tỉnh thành cũng như là từ huyện này qua huyện khác hoặc từ xã này qua xã khác được nha quý cô chú anh chị mình. Ở đây theo tuyến đường ngược lại thì sẽ dẫn cũng là con đường thông từ xã này qua xã khác được. Đó, và ở đây là dân cư, nhà cửa ở lại san sát nha cả nhà mình. Dạ, thì trong cái thời gian theo dõi video bên em, quý cô chú anh chị thiện chí với cái lô đất Thanh đang quay đây thì cả nhà liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại là 032 93 93 717 hoặc 0362 176 779 để mình tham khảo cái lô đất Thanh đang quay mặt tiền lộ 12m mà giá chỉ có 350 triệu nha. Bây giờ em sẽ di chuyển lại để chỉ đầu đuôi ranh giới cho cả nhà mình cùng xem nha. Dạ, thì đây là em sẽ chỉ cái ranh giới đầu tiên cho cả nhà mà cùng xem với em ha. Ở đây là sẽ có nhà hàng xóm kế bên và ranh giới của mình là từ đây nhé quý cô chú anh chị mình. Từ đây của mình chạy sâu xuống là 84 mét và cái mặt tiền hiển thị trong sổ của mình rộng 12 mét này đây. Đó là chạy ngay trên cái mặt tiền mà đã mở rộng hai làn đường. Ở đây là xe lớn, xe nhỏ di chuyển đều được nha quý cô chú anh chị mình. Từ đây mình chạy ngang qua của mình sẽ được 12 mét. Sổ của mình ở đây hình thức sử dụng là đất trồng cây lâu năm. Đó, thì khi quý cô chú anh chị lên với kênh Đỗ Thanh Nhà Đất Bình Phước bên em, mình sẽ được xem sổ, gặp chính chủ cũng như sẽ có địa chính vào đo tọa độ trên vệ tinh, đảm bảo là đất của mình là đúng đất, đúng vị trí, không quy hoạch, không tranh chấp ha. Dạ, thì cả nhà mình cùng chịu khó theo dõi hết cái video bên em. Tí nữa em sẽ di chuyển chạy dọc con đường để cả nhà mình cùng nắm bắt được về khu dân cư cũng như hàng quán, đường đi lối lại một cách thông thuận tiện nhất ha. Đây, đó là từ cái mét nhà đó mình chạy ngang qua đây là 12 mét. Thì hiện tại chủ nhà của mình là đang để cỏ rậm. Thì trong quá trình mua bán, chủ nhà sẽ đảm bảo phát dọn cắm danh mốc rõ ràng cho quý cô chú anh chị mình. Từ đây của mình chạy sâu xuống phía dưới, ở phía dưới nhà mình vẫn thấy được hộ dân này cả nhà. Đó là sẽ có hộ dân ở dưới đó nha quý cô chú anh chị mình. Dạ, thì cái lô đất em đang quay và giới thiệu cho cả nhà mình tham khảo là nằm tại hướng Tây, nằm tại vị trí là ấp 9 của xã Thiện Thanh Hòa, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Chiều ngang mặt tiền là được 12 mét, với tổng diện tích của mình sẽ được 1.002,6 mét vuông, cách đường DT là 5,4 cây. Còn nếu quý cô chú anh chị mình từ thành phố Hồ Chí Minh di chuyển lên trên em sẽ dao động là 156 km. Cả nhà mình sẽ di chuyển theo quốc lộ 13 nha. Còn từ Bình Dương lên trên em sẽ gần hơn, sẽ dao động vào 105 km. Cả nhà mình sẽ di chuyển theo quốc lộ 13 là đi từ thành phố Bình Dương, Bến Cát, Trơn Thành, Bình Long, Lộc Ninh, Tân Tiến. Còn miếng đất của mình là nằm tại ấp 9 của xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Còn gần hơn nữa đó, thì từ Đồng Xoài qua em là chỉ có khoảng là 75 km thôi.
Dạ thì nếu trong thời gian Thanh quay và giới thiệu cho cả nhà mình, quý khách hàng của mình cảm thấy cái lô đất đây phù hợp thì gọi điện cho em qua số điện thoại em ghi ở dưới màn hình nha. Còn nếu như cái nguồn đất Thanh đang quay chưa phù hợp thì cả nhà ủng hộ cho em bằng một nốt like hoặc một nốt đăng ký để Thanh có thể gửi những video, những nguồn đất được chính người dân gửi bên em quay bán giá rẻ, hợp lý cho cả nhà mình cùng tham khảo với em nha. Bây giờ nếu về nói về mặt bằng cái lô đất của mình thì sẽ thấp hơn mặt tiền đường một xíu, là có hơi chuyền về phía sau á cả nhà mình. Đó, chuyền nhẹ thôi nha. Em sẽ nói đầy đủ được ưu và nhược điểm của lô đất để cho cả nhà mình cùng tham khảo. Đó. Đây, bây giờ em sẽ di chuyển xuống dưới cái lô đất để cho cả nhà mình cùng xem được đất và check đất luôn nha. Đây, hiện tại là chủ nhà là sẽ để cỏ mọc như thế này, còn chất đất của mình là đất thịt pha sỏi nha quý cô chú anh chị mình. Dạ thì trong thời gian theo dõi, cả nhà có thể bấm thêm vào trong kênh của em là Đỗ Thanh Nhà Đất Bình Phước để tham khảo về những video em quay về đất nền, đất xào, đất kèm nhà. Em mời cả nhà mình cùng tham khảo thêm và cảm thấy cái nguồn đất nào phù hợp thì gọi điện cho em qua số điện thoại là 032 93 93 717 nha. Đó. Thì mặt bằng chung của cái lô đất của mình là bằng phẳng, không hố, không nhấp nhô, không gồ ghề. Nhược điểm là đất của mình hơi chiền, nhưng mà chủ nhà bán lỗ ở đây là 350 triệu, có nghĩa lúc chủ nhà mua là 650 triệu nha cả nhà, thì sẽ bán lỗ là 200 triệu. Đó. À 300 triệu chứ, từ 650 xuống 350. Đó là 300 triệu. Thì cả nhà mình cân nhắc một lô đất mặt tiền đường rộng lớn hướng Tây, có được 1.000 m² luôn. Đó, mà sổ sẵn cầm tay thì chủ nhà là chỉ bán hết có giá là 350 triệu thôi. Còn sổ sách là mình sẽ gặp trực tiếp chủ nhà để thương lượng nha quý cô chú anh chị mình. Đó, đây là Thanh đang đứng từ trong lô đất để quay ngược ra cái mặt tiền cho cả nhà mình cùng quan sát. Đó, còn bây giờ nếu mà về dưới đuôi của mình là sẽ giáp với cái nhà hàng xóm ở dưới đó. Vì cái đuôi của mình là dài được tới là 84 mét. Dạ thì cả nhà mình đã mua và liên hệ hoặc là đã trao đổi làm việc với em thì sẽ biết được. Nếu khi mình mua bán thì sẽ có chắc chắn địa chính vào đo và xác minh ranh giới đầy đủ cho mình nha. Bây giờ thì em sẽ di chuyển một đoạn đường khu dân cư, cả nhà cùng chịu khó tham khảo với em nha. Dạ thì nãy giờ Thanh cũng đã quay chi tiết đầu đuôi lô đất cho cả nhà mình cùng xem. Thì trên con đường Thanh mà di chuyển ra cụm khu dân cư á, Thanh sẽ cài nhạc vào, cả nhà mình cùng thưởng thức, nghe nhạc và tham khảo khu dân cư cùng với em nha. Em cảm ơn quý cô chú anh chị, quý nhà đầu tư cùng các bạn đồng nghiệp đã quan tâm và ủng hộ em. Rất mong được sự quan tâm và hợp tác của quý nhà đầu tư. Hẹn gặp cả nhà tại những video tiếp theo của em nha.